Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Dương Tử, Thành Nghị, Lộ Cạnh Hôn đàm đuối trên phim trường Trầm Vụn Hương Phai Cư dân mạng đang phát sốt trước cảnh hôn bị rò rỉ của Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai Giữa tháng 10 vừa qua, đoàn phim Trầm Vụn Hương Phai Chuyển thể từ tiểu thuyết, tiên hiệp cùng tên của tác giả Tô Mịch do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã chính thức đóng máy, hoàn tất mọi cảnh quay. Sau khi đóng máy, bộ phim Trần Vụn Hương Phai sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ. Nhà sản xuất chia sẻ rằng bộ phim sẽ sớm lên sóng để khán giả được gặp gỡ và thưởng thức câu chuyện nhan đàm và ứng uyên. Mới đây, một vài hình ảnh trên phim trường Trần Vụn Hương Phai đã được tiết lộ. Bên ngoài, cư dân mạng không khỏi truyền tay nhau tới tấp vì những hình ảnh vô cùng chất lượng. Theo dõi tiến trình của bộ phim Trần Vụn Hương Phai, đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh hậu trường bị leak lên mạng xã hội. Tuy nhiên lần này đặc biệt hơn, cả vì nụ hôn nồng cháy của Thành Nghị dành cho Dương Tử. Dù phim đã bắt đầu vào giai đoạn hậu kỳ, nhưng cảnh săn tin vẫn chịu khó thả nhìn thơm, từ từ cho người hâm mộ trong lúc chờ đợi phim lên sóng. Theo đó, đây có thể là phân cảnh ngọt ngào hiếm hoi của ứng uyên, Thành Nghị và nhân Đảm Dương Tử. Người chủ động tấn công là Thành Nghị, anh chàng vòng tay qua cổ Dương Tử, ánh mắt của hai người nhìn nhau đầy đàm đuối, sau đó trao cho nhau nụ hôn sâu đầy hương vị tình yêu. Cả hai mỉm cười khi trao nụ hôn ngọt ngào. Đây là hình ảnh rõ nét hơn của clip hậu trường, bị lộ ra cách đây vài tháng. Dễ dàng nhận thấy Dương Tử và Thành Nghị có phản ứng hóa học rất tốt. Sau khi chứng kiến phân cảnh này, cư dân mạng càng thêm mong ngóng ngày phim chính thức trình chín làng. Dự cảm bộ phim này sẽ làm nên cơm chào đó. Dân đu của trang huyền huyện như mình rất thích điều này. Một trong hai phim hóng nhất năm sau, Trầm vụn hương phai phải thành công, nhất định phải thành công. Thầy hai người đẹp đôi quá, từ sau khi lưu ly thì thấy đôi này ổn quá trời luôn. Chưa gì đã thấy ngọt sâu răng rồi, ngọt đến đau tim luôn á. Cầu phim để chữa lành con tim đang héo mòn vì chờ phim. Trước đó trong đại hội chiêu tương, poster chính của Trầm vụn hương phai đã được công bố thần thái cũng như nhan sắc của nam nữ chính nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả. Dương Tử và Thành Nghị đều là những ngôi sao có tầm ảnh hưởng hiện nay. Sự kết hợp lần này hứa hẹn nhiều mật ngọt nhưng cũng chẳng ít tình tiếng ngược luyến tạm tâm khiến khán giả khóc ròng. Quả thật châm vụn hương phai rất đáng mong đợi với tạo hình bắt mắt của hai diễn viên chính. Bên cạnh đó, bộ phim được Hoàn Thủy Thế Kỷ bắt tay cùng Cô và Trung Hối Hạnh Thị sản xuất là một dự án cấp S được đầu tư rất lớn. Chưa cần nói đến việc lựa chọn bối cảnh, đầu tư phim trường hay đồ họa kỹ xạo. Chỉ cần nhìn vào danh sách dàn diễn viên được casting cẩn thận, kỹ lượng từ tạo hình đến trang phục đều được thiết kế kỳ mị. Bắt mắt cũng đủ thấy sự tâm huyết của nhà sản xuất dành cho bộ phim lần này. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào mùa hè năm 2022. Trầm vụn hương phai lấy bối cảnh thiên giới, nhân gian làm không gian chủ đạo cho phim, bắt đầu câu chuyện tình quanh yêu tinh, hoa sen, nhân đàm, dương tử, và nhân duyên cùng với những chuyến phiêu lưu của nàng với ngư tinh Dư Mạc, Trương Duệ Đóng và ứng uyên đế quân, thành nghị đảm nhận, nhân đàm là một tiểu Nhân đàm là một tiểu liên hoa tinh thời thượng cổ, kể từ khi nàng thoát xác hoa sen để biến thành người, cũng là lúc biến cố ập đến nàng. Đầu tiên là tỉ muội sinh đôi trị tích, mạnh thử nghĩa thủ vai, phải chạy qua tình kiếp sau khi nhân đàm hóa thân thành người trước. Thời hạn 100 năm tu luyện, khiến nữ chính trong vụn hương phai phải lao đao khốn khổ, không ai khác chính là vị ứng uyên đế quân cao cao tại thượng của thiên cung. Bởi nhân đàm có một nửa trái tim chỉ có chút cho tàn, nửa còn lại vốn dùng một nửa trái tim của mình để đổi lấy chân tình của ứng uyên, nhưng không ngờ ứng uyên không nhớ ra nàng là ai. Sau đó vì quá đau khổ nên nữ chính trầm vụn hương phai từ bỏ tiên thế, đi vào luân hồi, linh hồn bị tận thương của nhan đàm lưu lạc bên dòng vong xuyên hơn 800 năm. Trong phim Trầm Vụn Hương Phai, nhân vật bên cạnh nhan Đàm để cùng bầu bạn qua từng năm tháng cô đơn chính là Dư Mạc, là một ngư tinh trong đầm sen của Nam Cực Tiên Công. Vì tìm nhân đàm nên Dư Mạc không ngần ngại cởi bỏ tiếng cách khóa yêu để một lần nữa trở thành chỗ dựa cho cô bắt đầu lại cuộc sống mới. Như nguyện vọng, Dư Mạc và nhan đàm gặp nhau và sống cùng nhau ở núi Na Lan. Bên cạnh việc sống hạnh phúc bên nhau, Dư Mạc thường đưa nhan đàm làm việc thiện mỗi ngày hay nói cách khác là chừng trị kẻ ác, để bản thân của cả hai trở nên mạnh hơn. Cuộc sống êm ấm vốn chưa được bao lâu thì cả hai tình cờ gặp lại đường châu, là ứng uyên chuyện thế, cả ba rơi vào chuyện tình đầy bi đát, ngược luyến. Đặc biệt trong đoạn trailer chính thức của phim Trần Vụn Hương Phai, kể từ khi cả ba người gặp nhau cũng là lúc biến cố kiếp một lần nữa tái diện. Dương tự cầm kiếm đâm thành nghị, như cách mà cô nàng đã làm trong hương mật tựa khói xương khi đâm Đặng Luân không những cốt truyện lôi cuốn người xem mà phim còn có kỹ xạo đẹp, màu phim hài hòa, phục trang của nhân vật khá tốt. Bên cạnh đó, cảnh ngược luyến trong phim cũng được xử lý tinh tế, tạo cảm xúc cho người xem. Đây hứa hẹn là bom tấn cổ trang trong năm 2022 để đọ sức với các tác phẩm cổ trang làm mưa làm gió trước đó như Ngọc Xuân Lâu, Đầu La Đại Lục hay Hảo Y Hành. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo